Em có ngại làm dâu không? Em cũng không ngại nhưng mà tính em thì thẳng tính với lại không biết cách lấy lòng người lớn. Nên là cái vấn đề đây là vấn đề là mình lễ phép, chân thành là ok thôi. Còn cái chuyện bây giờ thời buổi giờ đâu phải như ngày xưa mà này kia không có đâu. Nhiều khi em sợ em thẳng tính quá em mất lòng mẹ chồng rồi sao chị? Thì phải tự nhiên, sao mà sợ, mình càng sợ mình phải càng giữ ý giữ tứ. Chứ không lẽ giờ mình sợ rồi mình né cũng đâu có được. Là con gái lớn là phải lấy chồng, mà lấy chồng là phải theo chồng, theo chồng phải làm dâu, chuyện hết sức bình thường. Dạ. Chúng tôi sẽ gặp cặp đôi ngày hôm nay hẹn hò với nhau là ai đây? À, Tường sẽ ra ngoài để đưa nhân vật nữ vào trong này nha quý vị. Rồi qua trái xin. Rồi ngồi xuống đi bạn. Rồi mở mặt nạ ra đi hai bạn ơi. Chào anh, chào bạn. Hai người đã ngồi vào vị trí của mình rồi ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu to rõ lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình. Rồi, mời bạn trước. Vâng, em xin chào chương trình. Chào chị Cát Tường. Tụi em tên là Đào Quang Một. Đào Quang Một. Dạ. Wow, tên lão quá vậy. 34 tuổi. 34 tuổi. Hiện là công nhân của công ty bên ngành nhộm gì? Nhộm vải. Nhộm vải. Mình là quê ở đâu? Dạ, quê em là ở Quảng Nam. Rồi mình hiện giờ mình đang làm việc ở đâu, sinh sống ở đâu? Dạ em đang làm việc tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đang ở Bình Tân, làm việc ở Bình Tân luôn. Dạ vâng. 34 tuổi, anh Quang Một, là có một mình anh làm quang thôi đó. Rồi tới phiên mình giới thiệu ạ. Em chào chị Cát Tường, chào chương trình, chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Mai Hương, đến từ Thanh Hóa và hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy em? Dạ em ở quận 5. Quận 5, mình đang làm công việc gì? Em là kỹ thuật viên xét nghiệm. Xét nghiệm là xét nghiệm máu hả? Dạ đúng rồi chị. Làm ở bệnh viện nào? Dạ em làm ở bệnh viện quân y 7A. Hiện tại em đang sống với ai ở quận 5? Dạ hiện tại thì em đang sống một mình. Còn mình là mình sống với ai? Dạ em thì em đang sống ở đây với một mình. Cũng sống một mình luôn? Dạ vâng. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Nói lớn lên nè. Em thì biết nấu ăn nè, mọi người đều khen là ngon. Khen ngon, ví dụ như những món gì, mình nấu được những món gì ngon? Em hay nấu lẩu gà, hoặc là bò thì em làm được bò bắp thấu, hoặc là bò trộn hoa chuối. Nói nghe chảy nước miếng ta, học từ đâu? Từ nhỏ thì ở nhà cũng hay nấu ăn. Rồi lớn lên thì cũng có học hỏi trên TV nhiều. Có ý định mở quán ăn không? Tại vì mấy cái món anh nói không phải là món ăn gia đình, mà món ăn nó toàn thấy là đa số món ăn ở tiệm không à? Dạ. Đúng không? Em thì ước mơ thì cũng muốn mở một cái quán. Có ước mơ mở quán hả? Dạ vâng. Wow, nói chơi mà trúng thiệt nha. Biết đâu ha, cố gắng tích lũy thêm nhiều món rồi luyện tay nghề, mốt biết đâu thành ông chủ quán ăn sao. Mình mở nhỏ nhỏ trước rồi từ từ mình lớn lên ha. Rồi còn điểm yếu? Em thì ít nói. Ví dụ như gặp người mà lạ thì em ít khi mà bắt chuyện trước. Quen rồi thì nói. Dạ đúng rồi. Nếu như quen rồi thì tiếp xúc lâu rồi thì có thể là giao tiếp rồi là chưa có cởi mở. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Điểm mạnh thì em cũng không biết em có điểm mạnh gì. Cái gì cũng biết một chút chứ không có giỏi. Vậy còn điểm yếu? Điểm yếu thì là khá nóng tính, thẳng tính. Nóng tính, thẳng tính. Dạ. Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà nói chính thức thì chỉ chắc có một ạ. Còn giang dở thì là hai. Vì chính thức một, giang dở hai là sao? Tính cả mối tình đầu tiên, mối tình đầu tiên là chưa có đi đến đâu cả. Coi như dạ. Là nghĩa như mối tình thời trẻ phải không? Dạ. Là quen được bao lâu? Được khoảng một tháng vậy. Trời ơi, cái gì mà có một tháng vậy? Là mối tình đó là không tính đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi cái mối tình thứ hai quen được bao lâu? Dạ cũng gần một năm ạ. Gần một năm. Dạ. Lý do tại sao chia tay? Em có cảm giác như em không được người ta quan tâm. Nhiều khi mình buồn mình chia sẻ, người ta không có quan tâm lại á. Rồi ai là người nói chia tay trước? Dạ em. Khi em nói lời chia tay thì phản ứng anh sao? Anh buồn, anh năn nỉ em quay lại. Mà em có thương anh không? Hay là tại vì em cảm nhận, em nhạy cảm quá? Chắc là lúc đó cũng trẻ quá nên là nông nổi quá. Chia tay cách đây bao lâu rồi? 4 năm rồi đấy. 4 năm rồi? Dạ. Vậy sao 4 năm gần lại đây không có mối tình nào khác nữa? Chắc là do tính chất công việc. Sếp em hay nói là đến thì đi từ tầng hầm gửi xe lên đến lầu 1, chiều tan làm từ lầu 1 xuống tầng hầm đi về không gặp ai. Ủa vậy là ông sếp em cũng mê em hả? Dạ đâu có. Chứ mắc mớ gì mà ông bắt em từ dưới ra đi lên tới ở trên rồi ở trên đi xuống ở dưới? Dạ tại vì khu của em là xét nghiệm là khu riêng biệt đó chị. Mắc mớ gì đi làm thôi, tự nhiên cái gì ông sếp kêu từ đi cần xe đi lên tới trên rồi. Dạ, đi về rồi đi ra khỏi bệnh viện rồi cũng không quen ai, cũng không ngó nghiêng ngó ngửa. Dạ đúng rồi. Cũng ai để ý mình. Dạ. Tại em khó tính quá. Dạ chắc vậy đó chị. Em khó không? Dạ có. Ví dụ em khó những cái gì em chia sẻ. Khó ăn nè, ở, rồi khó gì nữa? Ngủ nữa. Khó ăn, khó ở,
khó ngủ, dạ. Ba khó, khó ăn là khó ăn sao? Em không quen ăn mấy cái món ngọt ngọt, cái gì mà có chút đường là em ăn không được. À, bình thường ai nấu cho em ăn? Còn em tự nấu mà. À, em tự nấu tự ăn. Dạ. Là nói chung em nấu là không có nêm nếm, là không có bỏ đường. Dạ đúng rồi chị. Chết rồi, bên em mình nấu lẩu là phải có đường đúng không? Mà nấu đồ ăn phải có chút đường nó mới dịu đúng không? Dạ, em cũng vô đây cũng học theo cách nấu của miền Nam này. Ừ, cũng... là có đường đúng không? Về tự nấu tự ăn luôn. Rồi khó ở là khó làm sao? Ví dụ đồ đạc của em để đâu người ta mượn là mang lại chỗ cũ để. Phải ngăn nắp gọn gàng. Dạ đúng rồi. Rồi, còn khó ngủ là khó làm sao? Khi ngủ là em phải tắt hết điện, không ồn thì em mới ngủ được. Trời ơi, cô này cũng khó gì rồi, làm sao đây ta? Nghe ba cái khó của cổ, cảm xúc như thế nào? Em thì cũng hơi khó tính một xí, nhưng mà trong ai mà làm kiểu như mà phật ý, kiểu như không đúng ý em thì em cũng hơi cằn nhằn tí rồi cũng xong. Thật ra mấy cái khó đó chẳng qua là mình ở một mình nữa, mình mới vậy thôi. À, chứ rồi mai mốt mình ở mà có vợ có chồng đi ha không? Rồi ngủ được tốt hết là mệt quá là ngủ, làm việc nhiều quá là ngủ, con cái rồi đầu bùi tóc rối hả, tới hồi có cái gì ăn đại cho xong còn lo cho con. Tại giờ sống một mình sướng quá, bớt khó lại chút xíu. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu người của em tìm thì tính tình hiền lành một tí. Hiền lành? Dạ, nói chung là biết lo gia đình. Rồi, lo cho gia đình. Là biết lễ phép tới người lớn để là đủ rồi. Ngoại hình? Ngoại hình thì nói chung là em cũng hơi ốm, nên tìm người thì cũng đừng có mập quá là được. Là thích ốm giống mình luôn hay sao? Hay là vừa vặn? Không ốm quá nhưng mà đừng mập quá. À, không ốm quá mà không mập quá. Rồi thế còn mình tìm một mẫu người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Về ngoại hình thì ưa nhìn một chút xíu. Không hói, không mắt một mí, không trăng hô. Chiều cao thì cao hơn em một chút, khoảng 1m7 trở lên. Còn gì nữa không? Mình lỡ mang tiếng mình khó tính rồi mình đưa luôn 1 lít dài luôn. Cho ta sợ chơi. Nhiều lắm chị. Nhiều lắm hả? Đáng dạ. Lẽ không nhớ hết phải viết ra giấy. Dạ. Đó. Không hói, không mắt một mí, không hô, cao 1m7 trở lên. Nãy giờ nghe tiêu chuẩn của cổ anh thấy mình đạt được tiêu chuẩn được nhiêu phần trăm? Mấy cái kia thì đạt nhưng mà cao 1m7 thì em có 1m6 à? 1m6? Em 1m64. 1m64 à? Được hết chứ có để có 1m64 à? Không hói, không hô, mắt có mí, cao 1m64. Rồi nói đùa chứ cái đó là tiêu chuẩn mình đặt ra thôi. Dạ. Còn khi mà mình nhìn mặt nhau là ăn thua có cái điện chạy qua có cảm xúc hay không, cái này khó nói lắm, không có cái tiêu chuẩn. Dạ. Gì trơn trọi á. Có nhiều người trời tao nó ghét của nào trời tao của nấy nữa. Cho chị coi hình ảnh của em coi. Dạ. Trời ơi tôi nhìn hình đây mà tôi đoán mà không ra nổi luôn á. Rồi tìm đi em, trong bốn cô gái ấy là sẽ có cổ ha. Tìm đi em, có ảnh ở chổng luôn đó. Mình coi coi mình nhìn mình có cái cảm giác, cái giác quan với cô nào không? Nghe người này nói thì em có thể dự đoán được. Gì? Chưa thèm nhìn hình tôi dự đoán được. Ai đâu? Em đoán là người đứng thứ hai. Nào? Người đứng thứ hai. Sao đoán người đứng thứ hai hay vậy? Dạ. Lý do em gì mà em không cần nhìn hình luôn mà em đoán được cái cô đứng thứ hai? Chắc bạn em cũng khá cao. À. Em muốn tìm một người là cao 1m7. À, vậy thôi đó. Dạ. Hay dữ ta. Suy luận hay quá. Rồi em. Em thì chắc anh này quá. Sao chọn anh đó? Cảm giác thôi chứ chị. Ảnh nãy nói ảnh hơi ốm. Ảnh cao 1m64 à. Nó suy luận anh đứa em chọn vô cái ông cao cần 1m8 dữ vậy. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra ha. Hai bạn hãy nhìn qua cái cánh cửa trái tim này để xem coi cái cảm nhận của mình ngày hôm nay khi mà lần đầu tiên gặp nhau có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Chào. Thường mình thấy là bạn gái khi nào cũng nhạy cảm hơn bạn trai, mà lần này bạn trai có vẻ chính xác hơn bạn gái. Không cần nhìn hình em luôn, đưa qua nhìn vô cái chỉ ngay trung thóc. Đoán là tại em cao, tại vì em đòi bạn trai cao cho nên ta tự đoán em cao. Còn trong khi em chọn sai bét đâu giờ chọn lại coi ảnh đâu. Chắc đây quá. Ờ đó, bạn trai rất là hay ha. Bây giờ bạn gái chọn sai rồi, bây giờ có bị phạt gì không ta? Em biết hát không? Em hát tặng ảnh một bài, tặng một đoạn thôi, coi như là hình phạt. Em không thuộc lời nhiều đâu. Kệ, hát vài câu thôi. Vỗ tay cho cổ một cái khích lệ cổ nè. Em xin hát một đoạn trong bài Ngày Trưa Giông Bão. Rồi. Khi anh qua thung lũng và bóng tôi như vậy mất tiêu. Thôi cho nợ nha, chút xíu nữa nhớ rồi mình hát nha. Bây giờ chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. Mình vừa ăn, mình vừa thưởng thức rồi mình trò chuyện với nhau ha. Trò chuyện cho nó thoải mái rồi ít phút sau chị Tường sẽ quay lại.
Cát Tường mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô, bánh xếp hẹ chiên và dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn của nhà hàng Mr. Light. Hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Xíu nữa chị quay lại liền. Dạ. Rồi ăn đi cưng. Dạ. Chào mừng anh. Vâng, mời em. Anh có gì muốn hỏi em không? Em vào đây lâu chưa? Dạ cũng 7 năm rồi ạ. 7 năm. Dạ, mình làm việc ở trên Bình Tân hả? Đúng rồi. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 ạ. Anh có gia trưởng không? Không, anh thì không gia trưởng. Em rất thích người con trai Quảng Nam. Em thì em không phân biệt vùng miền. Chủ yếu là cảm giác của nhau thôi. Có tình cảm thì tới. Nhưng mình thích thì là mình tới. Anh thì không quan trọng nhiều. Một người sống thêm về tình cảm. Dạ. Chứ vật chất thì anh có thể là không có lo đủ cho em. Nhưng mà ý là về tình cảm thì có thể bù đắp lại cho em còn đó. Ví dụ như mình có tiến tới với nhau thì anh lo được gia đình, lo bên nội, bên ngoại vậy đó. Cái đó thì có thể mình không được khá giả thì mình lo theo cái kiểu. Dạ. Như là ví dụ như sau này hai đứa mình đến với nhau, nếu mình có con có cái thì mình trước tiên mình chắc mình phải lo cho con cái mình ạ. Rồi lo cho cuộc sống của mình. Có dư giả thì gửi về, lâu lâu gửi về cho ba mẹ. Dù có dịp gì đó thì hoặc ba mẹ cần tiền làm cái gì thì có thể mình tích góp mình gửi cho ba mẹ. Thì vấn đề đó cũng không có gì là anh nghĩ là bình thường. Trời ơi, tôi cho hai người thời gian tâm sự mà cô nhìn ra cô cầu cứu tôi chi trời. Thì khổ ghê vậy đó. Hai người nào cũng nhút nhát hết trơn vậy, rồi nãy giờ nói chuyện được nhiều không, ăn cũng không ăn nhiều hết trơn, mắc cỡ gì không biết nữa à. Dạ em nói có nói chị rồi, em khó ăn lắm. À dạ, đồ ăn là lạ là mình ăn không được. Dạ đúng rồi chị. Rồi suốt ngày là chị tự nấu tự ăn vậy thôi. Lâu lâu cũng có thử nhưng mà món nào hợp khẩu vị thì mình ăn, không thì cũng ăn hết lắm. Rồi rồi mai mốt là cổ có con cổ nuôi, là cổ nấu con cổ, là con cổ ăn y chang cổ luôn mấy món của cổ thôi đó. À bên đây ba cũng nấu ăn mà, ba nấu cho con ăn à. Chứ nãy giờ hai người đã trò chuyện với nhau nhiều chưa, mình biết gì cái quan điểm cái sở thích của nhau hay không, rồi cái giờ giấc làm việc rồi mình hẹn hò, ví dụ mình thích nhau thì mình hẹn hò đi chơi cái thời điểm nào, mình trao đổi thử với nhau coi. Em làm ở đó là cũng cái thời gian có gò bó hay là ngoài thời gian trực ra thì hầu như buổi tối là 4:30 em tan ca. Là một tuần làm 6 ngày. Dạ đúng rồi. Làm thì 4:30 là xong rồi. Còn bên dạ. Này mình làm giờ giấc thì sao? Dạ em thì em làm ca 12 tiếng. Một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. À vậy cũng khỏe. Một tuần ca ngày, một tuần ca đêm. Nếu ca ngày là mấy giờ đến mấy giờ, ca đêm là mấy giờ đến mấy giờ? Dạ từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng và ngược lại. 7 giờ tối đi làm đến 7 giờ sáng. Dạ. 7 giờ sáng ngược lại. Mà cái đó là về cái ngành nãy em nói là gì? Dạ bên em là làm bên vải. Vải, nhuộm vải đúng không? Dạ. Anh có bó hoa gửi tặng anh. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ muốn tặng anh. Cảm ơn. Sách hả đúng không em? Dạ đúng rồi chị. Rồi mời hai bạn ngồi xuống ha. Mình nói một chút xíu về cái tương lai đi. Em có cái kế hoạch gì trong tương lai của mình không? Em thì em có mơ ước thì như đã nói hồi nãy thì muốn sau này thì muốn mở một cái quán nào đó, quán nhậu hoặc là quán ăn. Em nghĩ cái tương lai này là khoảng bao lâu thì thực hiện được? Có thể trong 1-2 năm nữa. 1-2 năm nữa. Nếu như mà kiểu như vốn ít thì mình sẽ mở một nhỏ. Từ từ nó lớn dần ra đúng không? Em có ngại làm dâu không? Em cũng không ngại nhưng mà tính em thì thẳng tính với lại không biết cách lấy lòng người lớn. Nên là cái vấn đề đây là vấn đề là mình lễ phép chân dạ. Thành là ok thôi, còn cái chuyện bây giờ thời buổi giờ đâu phải như ngày xưa mà này kia không có đâu. Nhiều khi em sợ em thẳng tính quá em mất lòng mẹ chồng rồi sao chị. Thì phải tự nhiên sao mà sợ, mình càng sợ mình phải càng giữ ý giữ tứ, chứ không lẽ giờ mình sợ rồi mình né thì cũng đâu có được. Là con gái lớn là phải lấy chồng là phải theo chồng phải làm dâu, chuyện hết sức bình thường. Dạ. Em muốn định cư trong này luôn, lập nghiệp trong này hay muốn về quê? Sau này hai người mới có thành đôi á, vợ mà có muốn ở đây thì mình sẽ làm lập nghiệp ở đây. Còn không thì về quê thì em vẫn có đất thì về mình làm kiếm vốn về mình xây nhà ở một quê mình nữa. Nói chung là mình ở đâu cũng được, ở đâu đất lành chim đậu đúng không? Yeah. Ở đâu mà kinh tế mình phát triển, kinh tế mình ổn định thì mình ở. Như bây giờ chị Tường cho hai bạn bóc mấy lá bài nha. Mời các bạn bóc một cái lá bài trong này ha. Đọc lớn cái yêu cầu ở trong đó xong mình thực hiện. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần để chứng minh sức khỏe của mình. Trời ơi, khổ bạn trai tôi quá à. Giờ sao, có sức khỏe không? Đó, đứng lên thể hiện sức khỏe rồi nè. Bây giờ tôi giảm cho 3 vòng thôi. Bạn gái này cũng hơi đô à. Rồi mời bạn qua đây.
Rồi mình qua đi ha. Thích nấu ăn mà tướng hơi nhon. Đó, rồi bạn gái đứng lên thử coi. Rồi có xứng đôi không? Đó, bạn gái hơi đô hơn mình nha. À, đô thôi chứ không có cao hơn đâu. Bạn trai vẫn cao hơn nhiều mặc dù bạn gái mang giày cao gót. Rồi, đâu tôi đọc lớn lên lại coi nè. Hãy bế bạn gái và đứng lên ngồi xuống 5 lần. Đó giờ em ẵm bạn gái em đứng lên ngồi xuống 3 lần thôi nổi không? Tôi nghi hâm quá. Ẵm đi 3 vòng thì được chứ đứng lên ngồi xuống sao đứng lên nổi đúng không? Có thể đổi. Đổi gì? Cõng, ẵm, muốn gì? Đổi là bài được gì? Không được. Bây giờ ẵm đi, nằm lên vậy nè, thử coi nổi không. Nhưng mà chị thấy cổng là nhẹ hơn á. Thì giờ cổng hay sao em? Dạ. Cổng một vòng thôi được rồi. Rồi, cổng đi, nhanh. Em không quen tiếp xúc chạm bóng. Giờ cho bóc lại cái khác nha. Dạ. Rồi, cho bóc lại cái khác. Rồi, cho anh bóc trước đi. Anh bóc đi. Bạn nghĩ sao về quan điểm tình một đêm? Về chỗ ngồi suy nghĩ, trả lời, cái này hay á. Dạ. Rồi. Theo quan điểm của em là nếu như một người nào đó mà suy nghĩ đến vấn đề tình một đêm thì theo em nghĩ cái người đó chỉ là người chơi qua đường, không phải là tìm hiểu hoặc là không có mục đích là tiến xa đến hôn nhân. Em có chấp nhận kiểu như vậy không? Nếu thực sự người đó đến với em thì em sẽ không biết được. Còn em quan điểm như thế nào? Em thì em không thích kiểu tình một đêm. Kiểu như mình bữa đó đi chơi, đi tiệc, tùng sinh nhật, đi bar, đi quẩy gì đó. Cái thích quá. Cái rồi đi với nhau một đêm vậy thôi. Dạ, không chị. À, không đúng không? Dạ. Rồi giờ tới phiên em bóc nè. Rồi, hy vọng bóc trúng ý em nha, đọc lớn lên nè. Hãy thể hiện mặt xấu đáng yêu làm đối phương cười. Rồi, em làm đi. Dễ rồi đó, hồi nãy cộng ẩm không chịu. Cười cho em vậy được không em? Xấu hay là vẫn chưa xấu? Dạ thôi dạy được rồi chứ làm xấu nữa thì... Xấu nữa xấu quá. Xấu nữa xấu chạy. Thật ra chơi mấy cái trò chơi phải làm khó mọi người mà để... À! Hát! Trả lại bài hát cho tôi. Rồi nhanh lẹ. Bây giờ vỗ tay lại cho cổ đi, cổ lấy tinh thần cổ hát lại nè. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, để khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lão mắn. Trời, mình hát mình để xa xa rồi mình nhìn lên mình hát đi chứ mình cắm vô cái điện thoại gì sao được. Dạ tại mắt em bị cận đó chị. Ôi giời, nhưng mà em đã thuộc bài này rồi, em chỉ lý sơ sơ thôi. Dạ em không có thuộc đâu, em bài nào cũng biết nhưng mà không có thuộc lời. Rồi vậy thì em để điện thoại cao cao lên xíu. Dạ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi báo qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Hết muôn sầu. Trời ơi, tôi chán hai người này dễ sợ, hai người này xứng lắm nè. Cái gì cũng rề rề ra ra, cái chút không thì trời ơi là trời. Thôi được rồi, bây giờ nè, chỉ cho hai người mình một cơ hội nữa. Hai bạn nhìn nhau 30 giây, rồi hãy nói cho đối phương nghe cảm nhận hiện tại của mình trước khi tao quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ tiếp xúc với em thì thấy em tính cách cũng hiền lành, cũng giống như mọi người anh đang tìm. Bây giờ là nhìn vậy thôi, chứ mốt về là biết giữ như cọp vậy đó. Tính tình có thể mình thay đổi, vì nhau mà có thể mình thay đổi. Mong thì đã đến với đây thì cũng là một cái duyên. Nên em mong em thì cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu. Dạ. Nãy giờ nói chuyện với anh thì thấy anh khá rụt rè. Đúng rồi, anh thì người... Nói nhát. Em thì bản tính thì gặp người lạ thì em cũng ít nói nữa. Mà hai đứa ít nói nữa thì cũng cay à. Nhiều khi ở đây rụt rè tại có Dư Tường ngồi đây với nhiều máy quay quá, chứ biết đâu có hai người hẹn hò riêng thì lại không có như vậy. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Dư Tường, nếu đồng ý thì chúng ta bấm thật mạnh vào nút bấm, nếu mà không đồng ý chúng ta lấy tay ra nha. Mời hai bạn. Rồi nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em qua bên đây đúng với em trai. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Ngày hôm nay các bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời hai bạn. Nắm tay. Rồi, vậy Tường gửi tặng hai bạn ha. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúng ta đưa nhau đến đó vừa xem phim vừa tâm sự ha.
Đây là quà tặng của chương trình dành cho em. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Để là mình làm đẹp nha. Chúc mừng hai bạn. Nếu mà có tin vui thì báo cho chương trình nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì một cặp đôi nữa đã thành công, đã bấm nút hẹn hò với nhau ạ. Hy vọng họ sẽ sớm về chung một nhà. Chương trình Hẹn Ăn Trưa được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp